Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Biden đã đảo ngược hành động của cựu Tổng thống Trump về chính sách cấp thẻ xanh. Tổng thống Joe Biden đã chính thức đảo ngược một loạt các hành động điều hành do cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện, bao gồm một tuyên bố ngăn chặn nhiều người xin thẻ xanh nhập cảnh vào Mỹ. Cựu Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm vào năm ngoái, nói rằng cần phải bảo vệ công nhân Mỹ trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao do đại dịch coronavirus tổng thống biden bác bỏ lý do đó trong một tuyên bố hủy bỏ lệnh cấm này vào thứ tư tổng thống nói rằng nó đã ngăn cản các gia đình đoàn tụ ở hoa kỳ và làm tổn hại các doanh nghiệp ở đây các hành động khác được tổng thống hủy bỏ bao gồm việc cắt giảm tài trợ cho một số thành phố mà cựu tổng thống trump đã coi là vô luật pháp và là một khu vực pháp lý vô chính phủ và một yêu cầu khác đề nghị các tòa nhà liên bang phải được thiết kế theo thẩm mỹ cổ điển Kể từ khi nhậm chức vào tháng trước, Tổng thống Biden đã thu hồi hàng chục lệnh của cựu Tổng thống Trump và ban hành các lệnh khác của riêng mình. Trong những tuần gần đây, những người ủng hộ người nhập cư đã thúc giục Tổng thống Biden dỡ bỏ lệnh cấm thị thực vốn sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 3. Tổng thống Biden vẫn còn giữ một lệnh cấm khác đối với hầu hết người lao động nước ngoài tạm thời.